Hoa cả nhà hôm nay thì đang ở các cái vườn su su á cả nhà. Và hôm nay có trái su su rồi kìa cả nhà ơi. Trước tiên thì Hiền sẽ quay sơ sơ cả nhà xem ha. Hôm trước thì cái dây su su nó mọc qua tới cái bên đây. Cái Hiền mới chỉnh nó về. Và ở đây thì đây nè, mấy cái bông cái nó thành trái rồi đó. Còn này Hiền đáng bông đực ha. Bông đực thì nó không có trái như thế này. Đây cả nhà ơi, hôm trước á Hiền dời cái dây su su về thì Hiền thấy đây có một trái nhỏ xíu nè. Và đó cả nhà thấy không, lấp ló là một cái em su su ở đây. Phải đứng trên nó kéo kéo. Đây nè cả nhà, bên đây có một em su su. Thì này su su trắng nha cả nhà. Hồi đó giờ hình như ông xã Hiền nói em chưa bao giờ ăn su su trắng. Và đây cũng là lần đầu tiên Hiền trồng được su su mà ra trái. Trời ơi mừng quá. Trời ơi chưa kịp hái. Đang tính chụp tấm hình á. Cái nó rụng luôn à. Đây nè cả nhà. Chụp tấm hình cả nhà ơi. Đây là cái trái su su đầu tiên mà Hiền trồng được. Rồi sẽ mang vô để ăn ha. Này rồi, giờ Hiền sẽ quay cho cả nhà xem. Vậy là nó rụng vậy nó cũng sẵn sàng ha. Hiền sẽ quay tiếp cho cả nhà xem còn những trái ở đâu. Ủa, ở đó cũng có con trái nữa nè cả nhà. Đây nè cả nhà, con trái này cũng đang dần lớn nè. Thì Hiền nghĩ là với cái trái gì cũng vậy, mình cứ thu hoạch thì nó sẽ mau có trái khác hết cả nhà ha. Ủa hôm trước ở đây, đây nè cả nhà, đang trái nhỏ nữa nè. Ở đây trái nhỏ nữa nè. Đó. Và ở bên kia thì nó để Hiền qua bên kia, Hiền quay xem còn trái su su nào không ha. Dị thương quá. Su su trắng. Lần đầu luôn. Bên góc này cả nhà sẽ có thể dễ thấy cái trái su su kia hơn. Đây nè, nó đây cả nhà. Đó. Nó cũng còn nhỏ. Và Hiền nhớ bên góc này cũng còn trái. Đây. Trái này. Ôi trái em bé này mới ra nè. Và trái này. Rồi trái đó. Rồi những cái trái này. Và trái này. Rồi trái này nữa. Ui. Hình như nó thời tiết đang thuận lợi nên nó ra nhiều trái. Ui đây nè, vài trái đây nè cả nhà. Hả? Như Hiền đoán thời tiết nó đang. Ủa. Ôi dồi ôi. Cứng vậy. Trái em bé nè. Ôi còn bên đây nè, hai trái em bé luôn. Đó cả nhà. Thì trời quay mà trời nó nắng cái nó muốn mệt. Từ ngày chích cái mũi Covid tới giờ làm như nó hay bị mệt bất thường. Mệt bất chợt. Bên đây thì sẽ quay sơ sơ cả nhà xem. Dâu tây ha. Thì như cả nhà có thể thấy nó đang ra bông nè. Trái thì nó đang hình thành. Nhưng mà hình như nó đang bị lũ chuột nó ăn của Hiền nên buồn lắm. Sao đủ miếng chuột nè. Đây nè. Trái dâu nè cả nhà, đó. Đó. Thì Hiền nghĩ là lấy cái lưới che lại nhưng mà chưa biết sao. Đây cả nhà có thấy xung quanh là nó đang ra bông chuẩn bị ra trái đó. Rồi ở đây là mấy cái cây ớt mà Hiền mới trồng. Cây này là trồng theo cầu của ông Chris, ông kêu trồng này. Ớt jalapeno. Cái này là ớt châu Phi gì nè. Rồi ớt chuông hả cả nhà. Rồi cái đó là cái ớt gì nè. Cái ớt Jolokia màu trắng. Rồi cái này là Jolokia màu vàng. Đây nè cả nhà. Không chừng vài bữa nữa cái nai trái này sẽ chín tơi. Thì cái này ớt này Hiền chưa bao giờ ăn. Với lại Hiền cũng có trồng cho ổng cái ớt gì khác nữa đó. Mà ở góc nào Hiền không nhớ nữa. Ớt gì Trinidad đó. Cái này dâu tây hay gì. Ủa. Còn cái ớt trồng sót nè, chưa trồng nè. Cái này đem mình trồng. Bên kia cũng có dâu tây kìa. Cái nhà có thể thấy mấy em đó kìa. Bên đây là Hiền trồng cải cay.
Đây nè cả nhà có thể thấy là cái chỗ này hiện trồng cải cay nè. Tại vì hiện muốn có cải cay để ăn sống á. Ở đây là vẫn còn hai trái bí mà hiện thấy trời nó thiệt nóng thì nó sẽ mau bự hơn nha. Còn trời mà nó không nóng, không nóng lắm á, trời mà hơi se lạnh hoặc là lạnh á thì nó sẽ chậm lớn hơn. Còn trời mà mùa nóng là nó bự nhanh lắm. Còn này là mấy cái cải gì á cả nhà. Cái mình cải gì muốn tiêu à? À bông cải á, mà bông cải dạng nhỏ đó cả nhà. Cái cây ớt hiểm nó cũng sắp có vài trái chín này. Ồ chín rồi kìa, sẵn hái luôn. Đây nè cả nhà, mấy trái ớt nè. Có trái nào thì hái trái đó cả nhà, mấy trái ớt này nè. Và như ở đây thì cả nhà có thể thấy là nó cũng có ra bông ra trái thêm nè. Đó, mấy trái nhỏ nhỏ lú ra nè. Đó, lú ra những trái nhỏ nhỏ đó. Bên đây là cái mớ cà phổi của Hiền. Ở này cà phổi tím. Còn này cà phổi gì Hiền cũng không biết nữa. Nó ra bông rồi đợt trước mà nó không ra trái. Hiền đoán là nó chưa trưởng thành á. Không biết này ra trái chưa, nhưng mà cái này nhìn bông bự thì chắc trái bự nữa. Này bông nhỏ thì chắc trái nhỏ nha cả nhà. Đó là Hiền nghĩ vậy, tại vì ở dưới đây nó cũng có trái này mà Hiền không biết nó bự hơn nữa không. Nên Hiền để vài bữa nữa xem sao. Đây nè, nó có trái cà tím gì nhỏ chút tẳng à. Cà tím mini à. Hiền thích cà bự. Nhưng mà mua cái mình mua cái mình không có biết là nó nhỏ tới vậy nha cả nhà. Và bên kia Hiền mới trồng thêm vài cái cà đó. Thì cà này là Hiền trồng xen kẽ chủng dâu tây. Tại vì cả nhà có thể thấy là cái cây cà thì nó to, nó cao. Còn cây dâu tây thì nó mọc là ở dưới. Thì cả nhà có thể trồng xen kẽ như thế này. Đó cả nhà thấy không? Cũng như cái bụi này nè, cái bụi cái gì khổ qua. Mà Hiền thấy Hiền cắm nó lên để cho nó lên được. Giữa cái vàng dâu tây á, thì nó chỉ mọc là ở dưới thôi. Thì Hiền thấy cũng là một sự kết hợp tốt với cả nhà. Là mình cả nhà có thể tận dụng cái chỗ trống á. À, để mà mình trồng giữa cái cây cao với lại cây thấp thì thấy nó cũng là một cái ý tưởng hay nha cả nhà. Và hiện thấy nó phát triển, tất cả đều phát triển tốt nè nha cả nhà, có thể thấy nè đó, tốt ha. Ngộ hai cây cà này hiện thấy một cây thì cho trái tím như thế này, còn cái cây kia thì cho trái tròn đây nè. Cái này hiện mới nhổ mấy cây cỏ. Ngộ cả nhà, cây cà bên đây thì cho trái tím, còn cây sát bên thì cho trái này. Hiện cứ tưởng hai cây này là chung một chậu là nó cũng trái, với nó không phải nha cả nhà. Mà coi nè. Hả? Nó đang ra cũng nhiều bông nè, cây tím ra nhiều bông. Còn cái cây này Hiền đoán chắc là trái xanh quá ha cả nhà ha, thì nó cũng có bông. Hôm nay Hiền đang đứng chế cái cây chùm ruột và Hiền muốn ăn thử cái lá chùm ruột non á. Nghe cả nhà nói là lá non ăn được. Chắc chát hả cả nhà? Ăn chát chát à. Cái này mà gói với lại thịt đồ cũng thịt luộc đồ á cả nhà, cho mắm nêm chắc ngon à. Chát chát kiểu này nè. Hiền hái vài cái nhánh một cái lá chùm ruột non lên ăn thử á cả nhà ha. Chát kiểu này hơi giống như cái gì ta? Lá xoài non. Mà nó không có cái mùi của xoài. Ui chà. Bên đây nè cả nhà. Nó đang ra nhiều cái lá non ngộ ha. Đây, Hiền hái mớ thôi. Ăn thử cái trước coi. Gói thử với cái gì đó ăn thử trước coi. Coi nó làm sao cái nè. Hái nhiều quá cũng uổng. Đây nè. Cái cây thì nó rụng hết những cái lá già. Và bây giờ nó thay những cái lá non. Rất là mê luôn. Cái thân thì còn cái thân không à. Cái này là cái cây anh đào Nam Mỹ. Thì nhìn thì thấy giống như là đang có dấu hiệu nó ra chồi. Cái này một là nó phát triển nó lớn thêm, còn hai là nó chuẩn bị cho trái hay sao á cả nhà. Đây nè, mỗi lần Hiền thấy cái chồi này nè là Hiền nghĩ có thể là nó đang một là nó lớn lên. Mình nhìn cũng giai đoạn này cũng chưa biết được nha. Nhằm khi nó đang lớn lên á, mình cũng chưa biết được nên mình sẽ chờ thôi.